Ăn gì để cải thiện giấc ngủ? Một số loại thực phẩm quen thuộc như hạnh nhân, trà hoa cúc, cơm trắng có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ. Việc có giấc ngủ ngon là vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Giấc ngủ tốt có thể làm giảm nguy cơ phát triển một số bệnh mãn tính, duy trì sức khỏe não bộ và tăng cường hệ thống miễn dịch. Theo chuyên trang sức khỏe Healthline Mỹ, các chuyên gia đưa ra nhiều cách để có được giấc ngủ ngon, trong đó có khuyến nghị thay đổi chế độ ăn và bổ sung một số loại thực phẩm trước khi ngủ. Dưới đây là một số thực phẩm có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ. 1. Hạnh. Hạnh nhân là loại hạt có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong 28g hạt hạnh nhân khô có chứa 18% nhu cầu phốt pho hàng ngày cho cơ thể, 25% nhu cầu mangan hàng ngày cho nam giới và 31% nhu cầu mangan hàng ngày cho phụ nữ. Các chuyên gia cho biết hạnh nhân cũng có thể giúp tăng chất lượng giấc ngủ do trong loại hạt này có chứa hormone melatonin. Melatonin giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể và báo hiệu cho cơ thể chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Hạnh nhân cũng là một nguồn cung cấp magie lý tưởng. Cơ thể có thể nhận được 19% nhu cầu magie hàng ngày nếu tiêu thụ 28g hạnh nhân. Tiêu thụ đủ lượng magie có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt đối với những người bị mất ngủ thường xuyên. 2. Trà. Trà hoa cúc là loại trà thảo mộc phổ biến, có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong trà hoa cúc có chứa flavon, một hợp chất chống oxy hóa, có thể ngừa các bệnh như ung thư và bệnh tim. Một số nghiên cứu khoa học cho thấy uống trà hoa cúc có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp giảm lo lắng, trầm cảm, đồng thời cải thiện sức khỏe làn da. Trong trà hoa cúc cũng có chứa apoxanin. Chất chống oxy hóa này có khả năng liên kết với một số thụ thể trong não, thúc đẩy cảm giác buồn ngủ và giảm chứng mất ngủ. Một nghiên cứu năm 2011 trên 34 người trưởng thành trong 28 ngày cho thấy, những người dùng chiết xuất hoa cúc ngủ nhanh hơn 15 phút và ít thức giấc giữa đêm hơn so với những người không dùng. 3. Cơm. Gạo trắng ít chất xơ, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa hơn so với gạo lứt. Tuy nhiên, gạo trắng vẫn chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Trong 79g cơm trắng có chứa 19% nhu cầu vitamin B9 hàng ngày, 21% nhu cầu vitamin B1 cho nam giới và 22% nhu cầu vitamin B1 cho nữ giới hàng ngày. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng ăn thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như cơm trắng ít nhất 1 giờ trước khi ngủ có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết mặc dù cơm trắng có khả năng cải thiện giấc ngủ, nhưng tốt nhất nên tiêu thụ loại thực phẩm này ở mức độ vừa phải do lượng chất xơ và chất dinh dưỡng trong cơm tương đối thấp.